Lễ hội Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam vừa được diễn ra tại Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên của Bộ Công Thương nhằm hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động. Phát biểu tại lễ hội, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Đỗ Thắng Hải cho biết, để triển khai có hiệu quả cuộc vận động trong giai đoạn mới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục bám sát các chủ trương của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo và các địa phương trong xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong ngành nhằm truyền cảm hứng đến xã hội về một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả. Với thông điệp xây dựng hệ sinh thái cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam, lễ hội Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022 có nhiều điểm mới với hàng loạt các hoạt động gắn kết của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân, tạo ra hệ sinh thái cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam, có gần 100 đơn vị đem đến những sản phẩm tinh hoa hàng Việt là các tập đoàn sản xuất, phân phối lớn, các hợp tác xã, hộ sản xuất nhỏ miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công Thương cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và địa phương, các doanh nghiệp đã cùng bấm nút, phát động phong trào, xây dựng hệ sinh thái cộng đồng doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng Việt Nam.